Bây giờ đang vô chậu nhãn thọ nhé bạn. Cái nhãn thọ này nè, nó cũng cao ha. Mình ương trên cái khay nè, cái hộp nè. Đây thì mình trộn cái giá thể thì mình trộn sơ dừa, tro với lại sơ dừa, tro đen, phân vi sinh ha. Phân vi sinh, phân trùng quế các bạn, với lại trấu. Thì bây giờ mình đang vô ha, vô cái chậu. Vô thì có hai loại chậu, chậu C10 với chậu C11 nha. Chậu đỏ, mỗi chậu mình vô 4 cây nè. Vô mình lựa cho đều nha. Đều theo 4, cây nào đều theo cây nấy. Đây, lựa đều ha. Ví dụ như 4 cây cao mình lựa đều 4 cây cao nè. Đây nè, phân loại kìa nè ha. Nhỏ vô đều theo nhỏ nè. Đây, cao là vô đều theo cao hết nha. Lựa ra. Nè bạn. Đây ha, mình làm bát tưới nha. Cái gia thể này trộn thì có sơ dừa nè ha, sơ dừa, tro trấu, tro đen với lại trấu, sơ dừa ha, tro đen, trấu với lại phân trùng quế, phân vi sinh trùng quế nha, với thêm với phân lăng nha các bạn. Đây ha, mình vô nửa chậu nha, nửa chậu cái mình trồng vô, nửa mình sẽ vô chân lại nha bạn, vô chân nhớ đầy chậu lại.